Chơi bài gì? Sạc ấy cho, sạc con Samsung để. Làm gì? Mở nhạc. Đấy, mở nhạc bằng đấy. Hú cây bú. Bia ông anh ơi. Chưa đồng ý kết bạn á. Tí tôi đồng ý nhá. Yêu em không yêu anh đâu. Chào em, hello em, ăn cơm chưa dậy? Mật khẩu là gì ấy? Chào người yêu ăn cơm chưa? Cà phê đi, mưa này. Mày về ngay tao tiếp, dạ em nghèo lắm. Anh ạ. Xinh quá chị ơi. Thôi đừng khen xinh nữa, tối không ngủ được đâu. Xem video trên TikTok chùa. Cứ khen người ta xinh là người ta nghĩ người ta xinh thật. Mở bài gì nghe nhỉ? Mọi người nhỉ? Mọi người nhỉ? 1.000 hour. Cái gì? 10.000 hour. Bài mới à? Không, bài cũ. Ừ, sao lại không yêu anh? Biết anh là ai đâu mà yêu. Chào, chào mọi người, chào 53 người đang xem nha. Người vào nói chuyện xàm xàm đi, lại mưa rồi. Hello anh Hiếu, Văn Hiếu, hình như dạo này em chờ chị quá, chị hư phải không? Chị thích là được. Hello mọi người. Mày chỉ cần massage là được, mày chỉ ngồi solo với anh là ổn cả. Tuần trước không ai cho anh say được eo. Ôi, thế thì có một chết. Em chấp nhận kết bạn đi, tí nữa em vào kết bạn nhá. Mày không có ấy hưởng nghe nhạc bằng gì ấy, có gì không? Nhạc của tôi đâu, Không có. thế nghe bằng gì? Mình không xem ngoài nhà, không nghe nhạc gì tại địa Yêu phương. à, đủ má. Hello Nguyễn Vĩ, hello mọi người, bà chị không chào tôi. Chào Thuận nha, chào Thuận. Hello. Em chào anh Cường. ADM với chị ơi. Ừ, tí chị kết bạn hết. Nào về Hú nhá, anh nghỉ hết tuần này cơ. Ok anh. Em bây giờ rảnh lắm. Em sinh năm bao nhiêu vậy nhỉ? Em sinh năm 2K3 thôi. Xóa kết bạn với ai được không bị ăn gato. Điên là xóa đấm đấy. Từ TikTok follow xong qua Facebook luôn mà không. Ủa vậy hả? Tí kết bạn luôn này. Chào nhiệt tình em lôi đồng bọn vào like. Chào Thuận nhá, chị chào Thuận. Chào Trọng. Hello Trọng. Thảo ơi, yêu nhau cho bận đi. Yêu luôn nhá. Anh ngủ ăn đêm với. Chị đấm mày chết à? Thời tiết này buồn quá. Làm vài ly rượu, vài chai bia thôi. 2K3 đi từ chết. Hôm trước có một ông bảo tôi là sâu mật mộc đi, nhưng mà thôi điên là sâu mật mộc thôi, không ngủ được. Hello chị, hello nhân, ai làm gì mà mặt này 2K3, mặt này phải 2K5. Mặt người ta là 2K3. Ôi trời, em chào anh Tuấn nha. Chào mọi người làm gì đấy? Thiếu cả tâm sự. Đây không thích tâm sự, đây chỉ thích uống bia thôi. Chị Thảo ơi, hãy sống thật đi. Ơ, chị sống thật mà người ta 2K3 thật. Chị mặc như trên TikTok đi ạ. À. Thôi lâu lâu đổi gu. Mặc mặc áo phông nhá. Đâu, đây là được tim rồi. Tôi chỉ ước có mỗi mình tôi, đây là cả được tim vào. Yêu ông phải để cho người khác sân si tí chứ. AD với ok, tí bạn nào ở livestream này mình tìm lại thì mình AD hết nhá. Em phải 98 đổ lại. Đúng, 2K3. 2K3, 2K3 chào mọi người. Em thả 2K3 chào mọi người. Tình yêu chưa chào anh đâu. Ôi, chào anh Thiện Nguyễn nha. Làm trai chứ nhỏ, làm vài trai ấy. Không được AD gì cả á.
Ú vậy hả? Tí tôi AD hết nhá. Nhà 54, 56 người đang xem. Hello các ông làm gì đó. Tự nhiên tôi bị mọc cái mụn ở đây không ạ? Ông nào yêu thầm trộm nhớ tôi là tôi bị mọc mụn luôn. Bà này sinh năm 98 nha anh em Hà Dũng. Ông đừng có mà nên thiền nha. Người ta 2K3 xinh đẹp là một tội ác. À, hôm nay em mới xem được cái câu là người ta chưa đưa em ra pháp trường à. Thảo không nhớ anh rồi à, quên nhanh thế. Ú, mình gặp nhau rồi à. Ok, tí mình ăn đi mọi người. Hello em, hello Trần Văn Hùng. Mời của anh em. Đâu có phải quên đâu, nhìn cậu say chết mất. Say, say chưa, say mà vẫn comment được chứng tỏ là nó điêu nhá, đàn ông toàn giả dối. AD em đã nhớ, ok. Cảm ơn Hà Thanh Tùng nha. Những ai khen mình xinh thì đều đẹp trai. Em bỏ học để xem like chị đó. Chị nói yêu em cho vui đi. Học đi, yêu đương gì. Lại trượt đại học bây giờ. Chị ơi, chị xấu like đi chị. Xấu siếc gì qua TikTok nha. Kết bạn với em đi chị. Ừ, tí chị kết bạn luôn. Mọi người cứ comment đi, mình kết bạn. Bởi vì nhiều khi mình không biết xem tin nhắn trò ở đâu ấy mọi người à. Mình bị ngu lắm, mình bị ngu với cái Facebook này lắm. Tình yêu quê ở đâu đấy. Em dân 98 nha. Đây chị sâu lách. Đây. Mợ cũng buồn, ôi cháu buồn lắm mợ ơi. Tâm sự không. Em thử nói ư mà không mở miệng đi. Ừ. Tụi nó vào like rồi đấy. Yêu ơi đáng yêu thế. Chào em nhá. Hello anh Đặng Anh Minh. Hello em, hello anh Nguyễn Hân. Sao gì? Sao gì phải. Đã bảo là mấy cái đấy qua TikTok chơi đi, Facebook người ta thì trong tháng rồi. Bán quần áo đi nói lắm. Quần áo để mặc hết rồi không thể bán nữa. Hello Thảo, hello anh Vinh, hello. Chị 2K3 mà như vợ em thế. Vợ em dạo này đang đói ăn nè em. 98 đích thực Bắc Giang rồi, đúng rồi đó. Em ở Lạng Giang, Bắc Giang à, ủa sao anh biết. Chào idol TikTok, rồi idol gì, tôi sán le thôi. Ôi chị mày cũng thế. Bắc Giang ai cũng xinh như này à. Bắc Giang nhà tôi toàn gái xinh thôi trừ tôi. Thôi đừng gọi tôi idol nữa. Các ông không thấy TikTok của tôi xàm xàm à. Thảo sinh năm bao nhiêu thế? Thảo sinh năm 2K3 à. Trên Facebook nhìn em mập hơn tí. Hì hì. Em bị béo béo mặt đi má đó là. Chị ơi chị sâu chân gì. Hello chị anh. Thank you chị anh. Thôi đã bảo là sang TikTok chơi. Ở đây người ta chỉ nói chuyện thôi. Lớp mía không em ơi. Không em chỉ uống bia thôi. Em đang làm ở Hà Nội à? Vâng em đang ở Hà Nội mà. Mọi người thôi. Mọi người đừng gọi mình là idol. Mình ngại mình sướng tối mình không ngủ được. Chị ở khu nào thế ạ? Chị ở bên Đống Đa ấy, gần Văn Miếu ấy. Giọng hay phết. Hi, cảm ơn anh. 2K3 trông như 3K. Rõ ràng người ta 2K3 nhưng không nào sâu căn cứ cho xem. Cái mụn vẫn còn nè. Đúng rồi đây, làm nào cho hết nhỉ? Mấy ông nhỉ? Hết cái này nhỉ? Cái mụn này trông như con mẹ đốp ấy. Từ khi thấy em anh lại muốn lấy vợ Bắc Giang rồi đấy. Về Bắc Giang luôn anh ơi. Phải xuống Lạng Giang bắt vợ rồi. Lạng Giang tôi không có hủ tục bắt vợ. Làm thơ tặng em đi chị xinh đẹp gì ơi. Hùng á. Thơ tặng Hùng ấy này. Hình như chị chiều em quá. Lêm hư đúng không? Em thích là được. Yêu chị không? Nhìn má muốn béo quá. Em đang làm ở Trần Duy Hưng hả? Ủa ôi không anh ơi. Em cũng chưa ra Trần Duy Hưng bao giờ. Em làm chỗ hào hạ rồi vậy.
Em làm ở bên, em là ở chỗ Nguyễn Trãi ạ. Trả 10k nước mía em ơi. Gửi số tài khoản luôn anh ơi. Anh vào xem ai đồ. Quê của Duy Thường Vlog à? Hình như vậy ấy. Em cũng không biết anh đấy. Đầu cầu Gia Lâm xin chào, đầu cầu Đống Đa. Đầu cầu Gia Lâm xa thế. Yêu em thì mới hết. Nhỡ yêu em nó mọc thêm thì sao? Tắt stream ngủ sớm đi vợ. Chồng cũng đã ngủ đâu mà vợ ngủ. Hello chị, hello Long Ca. Lạng Giang, hình như quê bà Tân Vlog. Đúng rồi ấy, nhà tôi cũng gần gần nhà bà Tân Vlog. Gái vôi đây hả? Không, em gái vôi đâu. Em gái làng. Em sinh năm bao nhiêu vậy? Em 2K3. Khổ quá, tôi đính chính lại là tôi 2K3 nha. Tôi hút trước, hút từ từ thôi. Thảo ơi, yêu Thảo nhiều nha. Yêu bạn. I love you. Ô, các ông rảnh quá vào xem live tôi phải không? Ở đây có em nào vẫn chuẩn bị thi không? Có ai chuẩn bị thi đại học không? Đầu tư quả Oppo. Tôi có sổ hộ nghèo, nhà tôi gia đình chính sách đây này. Hưởng ơi, mật khẩu là gì ấy, nó tắt mẹ rồi. 9, 6, 7, 3. Con vợ chào anh Phát. Ô, chào chồng nhá. 2K3 mà nhìn kiểu hai mươi mấy ấy. Nhưng mà người ta 2K3 thật. Có ông nào vào đây từ TikTok không? Ừ, ông nào từ TikTok vào chấm Phát nhỉ. Mở một bài gì đó. Tôi đang bị nghiện bài này. Thảo dép in lúc anh đi. Để em dép nhá. Mèo 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 cái em. Ui. Ăn cắp bản quyền của anh idol của em mà. Idol của em Trần Đức Bò đấy nhá. Tôi có 3 bích. Tôi xin AD trước nhé. Tí tôi AD hết. Định nghiện Thảo từ TikTok. Nghiện thì phải bơm ngay. Từ TikTok nè. Hello Hoàng Lâm. Chấm. Vậy. Lại mưa rồi không ạ? Chán thế. Em chào anh Sơn. Hello anh. Ô đi làm ơi, xấu cái gì, thích xấu cái gì. Này chắc chắn là hay xem TikTok của mình này nên mới xem được cái video đấy. Xinh gái hát bài, hát nghe bài chị ơi. Ôi giờ mà hát á bị chúng nó đuổi mẹ ra khỏi phòng em ạ. Sâu căn cơ đi em vừa mới bị mất xong TikTok này, đã bảo người ta không phải idol mà cũng từ TikTok này. Hello Hoàng Việt Đào nha. À TikTok sao mà mình chưa AD không? Bắc Giang mình vẫn xinh lắm nhất. Ô, anh Vinh cũng ở Bắc Giang hả? Chính hết phần thiên ạ. Ủa, thôi đừng khen. Đã bảo là đừng khen thì ta ngại lại như cái ông hôm trước ấy. Ảnh nào của mình cũng thấy khen. Chị ơi, chị xinh thế nhá. Thế xong rồi mình mới vào xem Facebook của ông ấy. Đấy, ok, không phải fake, không phải ác luôn ấy. Thì là tôi... Thôi, tôi phải đi ăn gì đây, tôi nhịn từ sáng đến giờ rồi. Có gì inbox nha, qua TikTok chơi nha, bye bye các ông, đi ngủ sớm đi.